Bệnh nhân 42 tuổi, quê ở Hải Phòng, được đưa vào trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy với nhiều dấu hiệu tổn thương thần kinh. Nguyên nhân được xác định, bệnh nhân ngộ độc khí CO khi đốt than củi sưởi ấm trong phòng kín. Cái khí CO nó ngăn cản cái khả năng vận chuyển oxy của máu của hồng cầu, không thể vận chuyển oxy được, rất là quan trọng. Thứ hai là nó trực tiếp gây độc đối với các cái tế bào, đặc biệt là tế bào hoạt động mạnh, tích cực như là não, tim và dẫn tới suy sụp rất là nhanh và tử vong nhanh chóng. Cũng theo đại diện của trung tâm chống độc, tình trạng ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ở nước ta khá phổ biến, nhất là vào mùa rét, thời điểm trước và sau Tết. Một trong những nguyên nhân là do kết cấu nhà thay đổi. Những cái cấu trúc nhà mới của chúng ta hiện nay, ví dụ nhà ống rất kín và những phòng kín như thế rất nguy hiểm, đốt cháy rất nguy hiểm và các nhiên liệu cháy nó không đủ oxy và dẫn tới là tạo thành khí CO và chúng ta nhanh chóng bị ngộ độc. Theo các chuyên gia y tế, để hạn chế việc ngộ độc khí CO, tuyệt đối không đốt than, củi hay các loại nguyên liệu khác trong phòng kín. Trường hợp buộc phải đốt sưởi, cần đảm bảo mở rộng cửa, tạo các ô thoáng cho việc trao đổi không khí. Ngoài ra cần biết một số kỹ năng cấp cứu người nghi ngộ độc khí CO. Chúng ta không được chạy vào ngay để kéo bệnh nhân ra hoặc là cấp cứu ngay. Tiên chúng ta phải làm là mở tung các cửa ra để cho khí sạch từ bên ngoài vào. Bệnh nhân mà bất tỉnh, thở khò khè thì chúng ta phải cho bệnh nhân nằm nghiêng sang một bên, đặc biệt là nghiêng sang bên, quay mặt sang bên phải và nhanh chóng gọi phương tiện cấp cứu, gọi người bác sĩ, nhân viên y tế gần nhất để đến cơ sở y tế gần nhất. Rất may là cho đến thời điểm này thì sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục và được ra viện. Tuy nhiên rõ ràng câu chuyện này một lần nữa gióng lên một hồi chuông cảnh báo về việc ngộ độc khí CO, nhất là khi thời tiết có diễn biến lạnh hơn.